Brachiosaurus, gã khổng lồ hiền lành. Hãy tưởng tượng một khu rừng xanh rì rào cách đây hàng triệu năm, nơi những con khủng long khổng lồ tung hoành. Nổi bật giữa muôn vàn loài là uyển long, hay còn gọi là Brachiosaurus, một gã khổng lồ hiền lành với trái tim ấm áp. Hóa thạch đầu tiên của Brachiosaurus được tìm thấy ở Colorado, Hoa Kỳ vào năm 1900 bởi Elmer Rick, một nhà cổ sinh vật học làm việc cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Hóa thạch này bao gồm một phần xương đùi, xương chày, xương bắp và một số đốt sống. Rick đặt tên cho loài mới này là Brachiosaurus antithorax, có nghĩa là thần lằn cánh tay cao. Uyển long sở hữu thân hình cao lớn, uy nghi. Cổ dài của nó dài hơn cả một chiếc xe buýt, giúp nó dễ dàng vươn tới những tán cây cao để kiếm thức ăn. Một con trưởng thành có chiều dài từ 23 đến 26 mét và nặng từ 40 đến 60 tấn. Chi trước của nó dài hơn chi sau, tạo nên dáng vẻ đặc biệt như chú hươu cao cổ thời tiền sử. Cái đuôi dài uyển chuyển giúp uyển long giữ thăng bằng khi di chuyển. Lớp da của uyển long có màu nâu sẫm, với những đường vân đốm loang lổ giúp nó hòa mình vào môi trường xung quanh. Đôi mắt to tròn của nó luôn ánh lên vẻ hiền lành và tò mò. Uyển long là loài ăn cỏ. Nó dành phần lớn thời gian để thong dong gặm lá cây, hoa quả. Mỗi ngày, nó cần tiêu thụ hàng tấn thức ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể khổng lồ của mình. Uyển long là loài động vật xã hội. Chúng thường di chuyển và kiếm ăn cùng nhau thành đàn. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ tập hợp lại để bảo vệ lẫn nhau. Mặc dù có kích thước to lớn, uyển long lại là loài động vật hiền lành. Chúng không bao giờ tấn công những loài động vật khác. Uyển long chỉ muốn sống hòa bình và tận hưởng cuộc sống trong khu rừng xanh mát. Thật không may, uyển long đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm. Tuy nhiên, hình ảnh của chúng vẫn được lưu giữ qua những hóa thạch và mô hình sinh động. Uyển long là minh chứng cho sự đa dạng và kỳ diệu của thế giới động vật thời tiền sử.